ngày 2 tháng 2, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đang điều tra nguyên nhân khiến hai học sinh tử vong tại một hầm khai thác đất ở xã Hòa Khánh Nam. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, bốn học sinh rủ nhau ra khu vực hầm đất có nước ở xã Hòa Khánh Nam chơi và tắm. Tại đây, hai học sinh T, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa và Quy, ngụ xã Hòa Khánh Tây bị đuối nước tử vong. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, hầm đất này dốc và tồn tại từ lâu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.